Ok mọi người, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thử phản ứng của Coca-Cola và Mentos nhá. Ở đây tôi đã chuẩn bị một thỏi Mentos rất là dài, tôi đã gắn lại hết tất cả với nhau và tôi thả đây. Tôi sẽ đóng lắp lại xem là nó sẽ phản ứng nhà mọi người nhá. Wow. Rất nhiều hơi ga. Đó, thì tôi sẽ thả vào, tôi sẽ đóng lắp thật nhanh để xem là nó sẽ như nào mọi người nhá. 1 2 3 Wow. Nó rất là phóng rất là cao mọi người, phóng cao gần như trần nhà luôn. Một chai Coca-Cola 2,25 lít. Thế mà nó vào phát nó phun cao thế nào. Đây chắc là đây thế là mất cũng hơn 1 lít mọi người ạ. Đây. Thỏi Mentos này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip của tôi. Thì tôi vừa về đi tắm mọi người ạ. Không, Coca-Cola nó dính hết vào quần áo rồi đi làm ngủ kiến nó cắn chết. Thì mọi người xem video của tôi, nếu mà cảm thấy hay thì hãy cho tôi một like và một chia sẻ nhé. Và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của tôi nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye, chào mọi người.